Thế giới động vật, cá mập ăn thịt hung giữ tấn công người. Nhiều người, đã may mắn thoát chết, dù phải đối mặt với hung thần đại dương trong những lần chạm trán ngẫu nhiên ngoài đời. Cá mập là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất của đại dương, chúng là những sát thủ đáng sợ đối với sinh vật biển cũng như con người. Đại dương luôn là một ẩn số thú vị. Một thế giới biệt lập tồn tại nhiều bí ẩn dưới đáy đại dương luôn thu hút sự tò mò của con người. Cá mập được cho là xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm trước cả thời kỳ xuất hiện khủng long chúng thực sự sở hữu bộ thính giác cực nhạy có thể nghe thấy con mồi từ khoảng cách lên đến 900 mét. Đặc điểm này làm cho cá mập là một trong những loài động vật ăn thịt đáng sợ nhất của đại dương. Nhiều người đã may mắn thoát chết, dù phải đối mặt với hung thần đại dương trong những lần chạm trán ngẫu nhiên ngoài đời. Vật dụng quen thuộc với những ai muốn cận cảnh chiêm ngưỡng cá mập là một cái lồng sắt. Trong đó có chứa một vài thiết bị thu hình và âm thanh. Một người đàn ông đang cố gắng tìm cách bật phát thiết bị thu thì một con cá mập trắng hung dữ lao tới, và cắn xung quanh khung sắt. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn khi bộ hàm chắc khỏe của cá mập sát thủ tiến sát tới người đàn ông. Ngay lập tức một đội cứu hộ, đã lao tới, và kéo chiếc khung lên trên con thuyền lớn, để bảo toàn tính mạng cho người đàn ông vừa thoát khỏi hàm cá mập. Tai nạn này cũng xảy ra, tại biển Florida, tuy nhiên tai nạn này, khiến người xem thoát tim khi con cá mập trưởng thành, đã chui, vào trong lồng sắt để đe dọa một chuyên gia nghiên cứu. Kém may mắn hơn hai trường hợp trên, có nhiều trường hợp người dân bị cá mập cắn thậm chí suýt bỏ mạng trên đại dương. Cá mập trắng lớn là con vật ăn thịt người khét tiếng. Tuy nhiên, chúng không thích mùi vị của con người mà thường cắn rồi sau đó thả nạn nhân, hơn 80% số người bị cá mập cắn vẫn sống sót và kể lại câu chuyện mà họ từng trải qua. Tuy nhiên, con người giết khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm. Trong khi đó cá mập giết chết 12 người mỗi năm tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại